Xin chào các bác ạ. Hiện tại em đang mài hai cây dao để gửi cho ông anh ở Hải Dương. Thì hai cây dao là một cây chặt chuyên gà vịt, một cây thái đấy, thái bản đo các bác ạ. Đây. 228 chiều dài 22 cm, chiều rộng 8 cm. Cây to chặt gà cũng tương tự như vậy. Nặng hơn một chút thôi. Đấy. Tầm 550 g, và cây này thì 440 cây này 450 g. Đấy các bác, em để đây cho các bác nhìn này. Đây thì cán dao các bác, đây em quay cận cảnh cán dao. Một cây cán cực kỳ đẹp. Đây, một cái cán khác đây. Thì để rèn được những cây này đối với thợ trên em thì là rất là khó đấy các bác ạ, không hề đơn giản đâu. Mình chưa nói đến độ chuẩn của con dao, nhưng mà mình sẽ nói đến cái phần con dao to như này và nó mỏng. Đấy các bác nhìn xem, rất mỏng này thì rất khó. Con dao chặt gà thì nó sẽ dễ hơn một chút, chặt gà chặt vịt nó sẽ dễ hơn một chút, nhưng con dao to và mỏng thì nó sẽ khó hơn. Đấy, các bác cứ tưởng tượng là từ một cái miếng thép bé bé thôi, nhưng mà rèn được ra như này thì rất là khó. Mà máy móc của trên em thì thực sự là cũng rất là có ít thôi, chỉ những cái máy cơ bản, chủ yếu là dùng sức người và cái tay nghề của họ thôi, tay nghề của thợ rèn thôi các bác ạ. Đấy. Thì em biết là cái sản phẩm của mình thì vẫn còn đang rất còn nhiều cái nhược điểm. Để mà khắc phục thì một ngày hai thì không thể hết được, nó cần thời gian đấy các bác. Thì cũng rất là cảm ơn các bác đã ủng hộ những cái sản phẩm từ đầu của bọn em, từ đầu của bên em là những cái sản phẩm về dao bếp ở bên em. Đấy thì cũng không biết nói gì nhiều, em chỉ biết nói là mong là các bác luôn luôn ủng hộ và luôn luôn sát cánh cùng những sản phẩm ở bên em ạ. Đấy thì em xin kết thúc video ngắn gọn ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở lần sau ạ.